Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy 60 đề kiểm tra và đề thi toán lớp 1. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề 42. Câu số 1, đặc tính đầu tính 17 là cộng 12. Bảy cộng hai bằng chín, 29. 37 là trừ cho 15, còn 2. Sáu, 3. Không, 1. Đọc qua trang tiếp theo. Câu số 2. Điền số tích hợp vào ô trống. Đây là một cái tổng. Thì đây là số hạng chưa biết. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng, ta trừ đi số hạng đã biết. Ta lấy 49 mà ta trừ cho 15. 9 mà ta trừ cho 5 là bằng 4. 1 ta trừ cho 4, ta trừ cho 1 bằng 3. Cái này cũng tương tự giống như cái này. Ta lấy 98 ta trừ cho 62 thì sẽ ra một số này. 8 ta trừ cho 2 cộng 6. 9 ta trừ 6 cộng 3. Đây là một út trừ, dấu trừ. Thì đây là số bị trừ, đây là số trừ và đây là một có hiệu. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, ta trừ đi hiệu. Ta lấy 51, ta trừ 41, nghĩa là cộng 10. Cái này cũng tương tự vậy. Ta lấy 57, ta trừ 42. 7 mà ta trừ cho 2 cộng 5. 1. Câu số 3. Nối mỗi số với số liền sau của nó. Số liền sau của nó, được không? Đây là những con số mà số liền sau của nó. Muốn tìm số liền sau của số này thì chúng ta tất cả những con số này chúng ta đều cộng 1. 17 là cộng 1 là 18. Chúng ta nối với số 18. Liền sau là ta cộng 1, được không? Liền trước là trừ 1. 25 ta cộng 1 là 26. Liền sau của 25 là 26. 42 ta cộng 1 là bằng 43. Mười tám cộng một là bằng 10, 19. Bảy là cộng một là bằng 8. 13 là cộng một là bằng 14. Câu số 4. Số liền sau của số 17 nè, giống như chỗ này. 17 ta cộng 1 là bằng 10, 18. Số liền trước của số 29, liền trước là ta lấy số này ta trừ cho 1, 29 là trừ 1 là 20, 28. Số liền sau của số 25, 25 ta cộng 1, liền sau là ta cộng là 20, cộng 1 là thành là 26. Câu số 5. Viết phép tính tích hợp. Quyên gấp được 27 chiếc thuyền. Hà gấp được 20 chiếc thuyền. Hỏi Quyên gấp được nhiều hơn Hà là bao nhiêu chiếc thuyền? Người ta lấy 27 ta trừ cho 20. Như vậy là gấp được nhiều hơn 7 chiếc thuyền. Nó qua câu số 6. Điền dấu lớn, dấu bé hoặc dấu bằng. Hàng chục đây 4, hàng chục đây 6. Hàng chục 6 lớn hơn hàng chục 4. Cho nên là bài này bé hơn. Hàng chục 3, hàng chục 5. Hàng chục 5 lớn hơn. Hàng chục 2 và hàng chục 5. Hàng chục 2 bé hơn. Hàng chục 6 lớn hơn hàng chục 5. Đây hàng chục 5 lớn hơn. Hàng chục 6 này lớn hơn. 45 ta cộng 2 47. Bài này 47 bằng nhau. 61 ta cộng với lại 8 là 69. Này 65. 69 lớn hơn 65.
90 ta cộng với 5 là bằng 95. Bên này cũng 95 bằng nhau. Câu số 7. Điền các số tròn trục vào ô trống 10 là tới 20, 30, 40, 50, 60. Đó là số tròn trục. Đọc qua trang tiếp theo. Câu số 8. Đúng thì ghi D, sai ghi S vào trống. Hình bên có 3 đoạn thẳng. 1, 2, 3. 3 đoạn thẳng này đúng. 4 đoạn thẳng là sai. Điểm C và điểm D nằm ngoài hình vẽ. C và D, cái này đúng. Điểm A và điểm B nằm ngoài hình vẽ, nó nằm trong với sau ngoài, nên là sai. Có một hình tam giác. Một này đúng. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.